Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì những ai chưa biết, mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Facebook bài gác. Hoặc không thì các bạn vào cái bài của mình, bài của mình là bài server gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bài thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình ha. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn cứ gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái watch đến từ thương hiệu Gucci. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái watch này luôn ha. Rồi, thì những đợt trước thì Gucci thì đa số thì không có bóc, không có đồ rất là nhiều luôn. Bây giờ thì đợt này Gucci nó cũng đang hot đó mọi người. Thành ra là khi mà mình lấy về lúc nào mình cũng sẽ có bóc. Thì cái bóc này là bóc giấy nha mọi người. Nó sẽ có cái thông số của cái túi watch Gucci mọi người ha. Đó, nó sẽ có những cái mã số ở đây hết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong đi ha. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái bóc luôn nè. Đó, đây là cái bóc của Gucci luôn ha. Thì đây là cái bóc của Gucci mọi người nè. Đó, cái bóc em này màu xanh lá cây là bóc mới luôn mọi người ha. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem bên trong luôn. Thì ở bên trong sẽ có một cái sợi dây nè mọi người nè, dây đeo nè mọi người ha. Nó có một cái bill Harrods mọi người ha, và những cái tác giấy Gucci này đó rất là nhiều. Và ở bên trong nó sẽ có một cái dust bag Gucci mọi người ha. Nó sẽ có một cái túi gói chống ẩm nữa các bạn giữ lại nha. Khi mà các bạn không mang nó thì các bạn bỏ cái túi này vào để cho nó bảo quản cái da của cái thằng túi Gucci mọi người ha. Đây thì đây là cũng là một cái dust bag quen thuộc mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong luôn. Thì cái em này là Gucci Watch 1955 Horsebit mọi người nè ha. Thì cái em Horsebit này nó quá nổi tiếng rồi mọi người ha. Từ cái túi 1955 small và cái những cái phiên bản mini á, nó sẽ ra thêm những bản watch nè, ví nhỏ, ví dài có hết luôn. Thì em này là cái dạng như là watch mọi người ha. Cái em này nó là một cái túi mọi người, nó vừa là túi vừa là ví luôn, mà đa số người ta gọi là watch đó mọi người. Đó. Thì ở mặt trước mọi người nó sẽ có những cái logo mà của Horsebit mọi người ha. Đó, logo huyền thoại của nó màu vàng rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có một cái miếng da màu nâu ở đây. Và tất cả đều là cái monogram họa tiết của Gucci mọi người ha. Đây, mặt sau cũng vậy luôn. Đó, thì cái em này nó sẽ hơi dày một xíu. Tại vì nó có cái ngăn này để chúng ta đựng được điện thoại hay là đựng những cái đồ khác mọi người ha. Rồi, ở bên trong mọi người nè, khi các bạn mở ở bên trong thì nó giống như là một cái ví gì đó. Các bạn thấy không? Đó, y chang như một cái ví không khác gì. Nó sẽ có những cái thẻ ở đây. Các bạn có thể đựng được mình thấy là 1, 2, 3, 6 ngăn thẻ mọi người ha. Và đây nó có cái chữ Gucci Made in Italia mọi người nè. Và cái này là khóa bấm mọi người ha. Chúng ta để bấm vào. Ở bên trong thì mình thấy nó sẽ có một cái ngăn lớn. Một cái ngăn lớn này nó sẽ có một cái khoảng trống mọi người. Chúng ta đựng được cái điện thoại vào ha. Để nó không có bị giãn ra. Và ở trong nữa nó sẽ có một cái ngăn khóa zip mọi người ha. Ngăn này thì chúng ta mở ra. Rồi chúng ta đựng những cái đồ nào mà nó linh tinh gì đó, hay là những cái đồ nào mà dễ rớt. Ở bên trong nó cũng sẽ có một cái miếng gói chống ẩm, các bạn cứ để ở đó để khi các bạn xài các bạn lấy ra, còn không các bạn bỏ vào cái túi này nè để nó bảo quản cái da. Tại em này nó là bằng da mọi người, da của Gucci á. Đó, thành ra là các bạn phải bảo quản nó thật là tốt ha. Ở bên trong mấy mọi người thì nó sẽ có hai cái miếng này nè để chúng ta gắn cái dây vào á. Rồi bây giờ mình sẽ thử gắn dây cho các bạn xem luôn ha. Thì khi mà mình gắn dây vào á thì mình sẽ cho các bạn xem cái dây ha. Cái dây thì nó sẽ được bỏ vào một cái túi shop á mọi người. Để nó bảo quản cái dây này. Thành ra mình thấy nó cũng kỹ, cái này cũng ok nè. Tại vì cái dây này nói chung là nó chạy hay không chạy nó sẽ rất là khó thấy. Nhưng mà cách bảo quản của chị như vậy thì mình thấy nó rất là ok. Cái dây này mình thấy nó giống như là cái dây của những cái túi phu lạ mọi người. Đó, y chang luôn nè mọi người nè. Đó, nó sẽ có cái móc này nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn thử vào cái watch này cho mọi người xem ha. Thì cách gắn thì các bạn chỉ cần mở ra thôi ha. Các bạn lòn cái dây này vào. Thì mình sẽ móc vào để mà mình đeo giống như là một cái túi mọi người ha. Nếu mà các bạn không muốn mang túi thì các bạn có thể một cái ví để các bạn cầm tay các bạn xách đi cũng được ha. Nhìn nó rất là tiện. Rồi thì khi mà mình gắn vào mọi người nè, rất là đẹp luôn, rất là xinh. Thật sự cái em này nói chung là các bạn mua là đáng đồng tiền luôn. Vì khi mà chúng ta có thể đi đâu chơi chúng ta phối đồ rất là đẹp. Tại vì nó size của nó là size 19. Mà thật chất thì mình thấy nó cũng hơi to một xíu mọi người. Chúng ta có thể đựng được vừa cái iPhone 13 Pro Max. Nếu mà iPhone 13 Pro Max các bạn có một cái ốp lưng dày cỡ nào thì các bạn bỏ vào đây nó vẫn vừa mọi người ha. Nó vừa khít luôn, rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn không dùng ốp lưng hoặc là dùng ốp lưng mỏng hơn thì bỏ vào nó sẽ đều hơn và ok hơn. Đó. Thì cái này các bạn có thể đeo chéo nè, hoặc là các bạn có thể đeo bên hông cũng được luôn. Đó, nếu mà đeo chéo thì chúng ta đeo kiểu như vậy nè mọi người nè. Đó sẽ rất là đẹp. Nói chung là thật sự mình thấy cái túi rất là đẹp luôn. Còn nếu mà các bạn muốn đeo mà đeo bên hông mà chúng ta muốn đeo ngắn hơn á thì chúng ta hắt dây ha. Chúng ta chỉ cần quấn nó lại và chúng ta để nó thành một cái túi nè mọi người nè. Đó, chúng ta đeo thôi, đeo bên hông nè mọi người nè. Nhìn nó sẽ xinh hơn. Nhưng mà khi mà các bạn đeo bên này á thì các bạn nhớ cẩn thận ha.
tại vì mình ở Việt Nam, thành ra là cái mà cướp giật nó sẽ hơi nhiều, mọi người sẽ để ý cái phần đó ha. Còn không các bạn có thể đeo giống như là một cái dây chồng lên đó mọi người, hai dây luôn. Chúng ta sẽ quấn lại cái hai dây để mà đeo nó cũng được luôn mọi người ha. Nó giống như là cái túi Chanel thôi. Thì cái dây này chúng ta có thể linh hoạt như thế nào cũng được, tùy các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể mix vào những cái dây khác các bạn đeo cũng được luôn, tùy các bạn thôi. Cái đó là do cái style của các bạn mang như thế nào thì mình dùng như thế đó thôi ha. Thì với mình thấy là cái ví này mọi người nó làm bằng chất liệu da của Gucci á mọi người, rất là bền, rất là ok luôn. Và mọi thứ mình thấy nó rất là kiểu như là hoàn thiện. Thành ra là các bạn thành ra là khi mà các bạn mua cái em này chúng ta phối đồ sẽ rất là dễ, và chúng ta đựng được một cái điện thoại là mình thấy an tâm rồi. Tại vì khi mà cái túi nhỏ mà nó không đựng được điện thoại mọi người thì nó rất là bất tiện. Còn em này là khi mà các bạn đựng á, đựng điện thoại nè, đựng tiền mà đựng phí thôi là ok rồi. Và khi mà ra đường các bạn cần tiền cần điện thoại là ok ha. Còn son phấn thì cái đó là phải các bạn phải dùng một cái túi to hơn. Còn em này là son phấn là không được nha mọi người ha. Thì các bạn cái này chỉ đựng được điện thoại nè, rồi tiền lẻ nè và thẻ đó, bây giờ là như vậy thôi ha. Thì cái em này mình đang có rất là nhiều luôn mọi người, hàng rất là về rất là tốt. Nhưng mà giá đợt này thì Gucci nó sẽ cao hơn mọi người ha. Lúc trước các bạn mua có thể rẻ hơn, nhưng mà bây giờ hiện tại giá nó sẽ cao. Thành ra các bạn để ý cho mình cái phần giá ha, chứ không phải là lúc nào mà mình báo giá các bạn kêu mắc quá, ở chỗ khác bán thế này kia. Cái đó là mình không có nói được, tại mình không so sánh được. Nhiều cái có thể các bạn ôm hàng, các bạn còn hàng bây giờ các bạn bán ra rẻ hơn cũng được nữa. Nhưng mà cái này hàng về mới thì nó sẽ là cái giá nó sẽ mới mọi người ha. Thành ra mọi người để ý cho mình cái này để chúng ta khỏi bị mất cái thời gian của mình. Thì nếu mà mọi người thích cái túi này thì mọi người cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn ha. Nếu mà mọi người thấy cái video này hay, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm vào thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình luôn ha. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.